Đây. À, hàng nhái giả Uyên đã về ha, cho sĩ đại lý của Uyên rồi nè. Ai cần mượn để mà chia sẻ thật giả cho khách của bên mình á thì cứ inbox trực tiếp với Uyên nha. Đó, Uyên cho mượn nha. Đó, hay hàng giả nè mọi người. Trời ơi, serum vàng 24K mà mọi người nhìn kỹ đi, serum gì mà có chút xíu có mấy miếng à. Trong khi hàng xịn, hàng chuẩn nè mọi người xem kỹ giúp Uyên nè. Đó, nó đặt kẹo nó đầy nhóc luôn. Đó, hàng nhái giả vậy mà vẫn có người tin, vẫn có người mua nha. Thấy ghê không mọi người? Đó, cái nước nó màu gì á Uyên cũng không biết nữa, và dùng lên thì không biết cái da mặt của mọi người thì nó sẽ ra sao ha. Chứ hàng chuẩn bên Uyên là bao nha, bao cho mọi người dùng nha. Đó, có hư hại gì về da là Uyên sẽ đền ha. Một đổi một cho mọi người nha mọi người. Đây bây giờ là có rất là nhiều sĩ bên Uyên xin nè, xin cái chai này, xin mượn. Chị ơi cho em mượn chai này về để em phân biệt thật giả cho khách bên em nè. Đây, Uyên sẵn sàng ha, cho mượn nha mọi người nha. Đó, thấy ghê không? Vàng, không biết vàng có mấy miếng ở trong đây thôi à, mà không biết là phải vàng không hay là kim tuyến nữa mọi người ơi. Rất là kinh luôn. Đó, mọi người nhớ nha. Mua đúng hàng chuẩn, hàng xịn nha. Bất cứ shop nào cũng được, nhưng mà mua đúng hàng chuẩn, hàng xịn giùm Uyên nha. Chứ cái mẫu này hàng nhái giả ghê quá. Bây giờ nó ra nè. Rồi mai mốt bây giờ là nó ra hơi khác chút xíu, mọi người còn có thể phân biệt nha. Mai mốt nha, nó nghiên cứu nó ra cho nó giống hàng chuẩn, hàng xịn là cho mọi người còn chết nữa. May là Uyên phát hiện sớm thì thấy cái nào thì Uyên chia sẻ cho mọi người cái đó nha. Đó, sỉ lẻ cẩn thận khi mà mua hàng ha, khi mà chia sẻ cho khách của bên mình sử dụng nha mọi người ha. Đó, luôn luôn là lấy hàng chuẩn hàng xịn giúp Uyên nha. Đó, tránh mua hàng nhái hàng giả để ảnh hưởng da mặt của mọi người nha. Đó, mọi chi tiết mọi người có liên hệ trực tiếp với em Uyên để lấy sỉ lẻ toàn quốc nè. 0938033035 hoặc 0767750430. Đó, nếu mà alo không được ha, máy bận hoặc ngoài giờ làm việc thì mọi người cũng có thể là kết Zalo qua số 0938033035 để lại lời nhắn để bên em Uyên hoặc nhân viên của Uyên sẽ tư vấn trả lời sớm cho mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ những cái sản phẩm hàng chuẩn chính hãng bên shop Uyên Fashion nha. Mọi chi tiết muốn lấy sỉ lẻ ha, bao đúng hàng chuẩn thì mọi người lưu ý giúp Uyên hai số điện thoại này hoặc là kết Zalo để lại lời nhắn nếu mà alo không được nha. Đây, hàng giả hàng nhái còn có đóng bao ganh ti nữa chứ mọi người. Gớm không? Đó, đóng bao ganh ti nữa nè. Còn bên hàng chuẩn xịn nhà Uyên là khỏi cần nha. Hàng xách tay trực tiếp từ Úc về là không cần nè. Mà mọi người nhìn kỹ đi, rất là sắc nét, rất là đẹp nha. Đó, hàng chuẩn xịn sò nha. Đó, chứ không có phải là hàng nhái hàng giả. Đó, mà hả đóng bao ganh ti rồi nhăn nhúm nữa nè. Rất là ghê luôn nha mọi người. Đây, tinh chất vàng chuẩn 24K nè, mọi người nhìn nè. Rất rất là nhiều luôn. Đây mới đúng là hàng xịn nha. Còn đây nè, đó, mọi người nhìn kỹ nha. Đó. Kẻo những người mà mới dùng đầu tiên thì họ không biết đâu, Uyên bảo đảm 100% luôn. Họ cứ tưởng là cái hàng này là nó serum là nó chỉ vậy thôi. Đó. Còn những người đã sử dụng rồi thì có thể là biết được phân biệt ha. Còn này Nguyên quay lại để chỉ cho những người mới dùng đầu tiên chưa biết cái serum vàng 24 ha. Đó, nó hình dạng ra sao ha. Đó, như thế nào nha. Đó, thì Nguyên sẽ quay lại cho mọi người xem và cái công dụng của nó thì mọi người khỏi chê. Vì sao mà nó ra hàng nhái, hàng giả thì mọi người cũng hiểu rồi đó. Vì cái sản phẩm này nó quá là hiệu quả ha. Trong công cuộc là làm se khít lỗ chân lông nè, làm trắng sáng da nè, mờ những vết thâm nám nè, rồi làm hỗ trợ giúp cho làn da chống lão hóa nè, chống nhăn nữa, rất rất là nhiều công dụng luôn, làm căng bóng da mặt nữa. Đó, và hỗ trợ dùng kem dưỡng là mau thẩm thấu nè, mau tác dụng nè. Nên là cái sản phẩm này bị nhái giả rất rất là nhiều. Nên các chị em cẩn thận khi mà mua dùng ha. Đó, để làm đẹp cho da mặt của mình. Đó. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ha. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Bây giờ Uyên sẽ gửi cho khách sĩ đại lý của Uyên tặng mỗi người 1 đến 2 chai để mà chia sẻ cho khách của họ, để nhiều người biết mà tránh hàng nhái hàng giả nha mọi người nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người ạ.